và đây là cái khung cảnh mình đang ở trên tầng 45 đó. Như các bạn thấy cũng là ở phía trước một cái tòa nhà hình trứng á, thì nó gần ngay đây thôi. Và ở phía xa xa các bạn có thể thấy là cái tháp, đó là tháp Tokyo đó, phía xa xa thật là xa đó. Và các bạn thấy toàn cảnh Tokyo đây này, phải nói là rất là thích những tòa nhà cao chọc trời. Ở phía dưới này các bạn có thể thấy những chiếc ô tô nó bé xíu và nó đang chạy này, nó đang chạy trên đường. Phải nói là bên thành phố Tokyo này của Nhật Bản là phải nói mình thấy chỉ toàn thấy tòa nhà và nhà thôi, thấy rất là ít cây này. Mặc dù bây giờ hơn 5 giờ nhưng mà trời vẫn rất là nắng, mà trời vẫn chưa lạnh. Ở trên này mình có thể thời tiết đẹp á, thì mình thấy rõ cái núi Phú Sĩ luôn. Mình sẽ quay qua cảnh khác cho bạn xem.